Hello, xin chào tất cả con trên lớp 2 nha. Các con trên lớp 2 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học bài 10 luyện tập chung trong sách giáo khoa toán lớp 2 kết nối chi tiết nha các con. Ta đi vào bài học bài số 1, số hạng tổng 2 cộng 9 bằng 11, 3 cộng 8 bằng 11, 4 cộng 9 bằng 13, 5 cộng 7 bằng 12, 6 cộng 6 12, 7 cộng 8 15, 8 cộng 5 bằng 13. Câu B, 8 cộng 5 bằng 13. 13 trừ 3 bằng 10. Qua bài số 2. Hai quạt nào có chung ổ cắm điện? Và thấy 8, 9 cộng 5 bằng 14. 7 cộng 5 bằng 12. 9 cộng 4 bằng 13. 6 cộng 6 bằng 12. 8 cộng 3 bằng 11. Vậy có hai ổ cắm điện là 7 cộng 5 bằng 6 cộng 6 bằng 12. Bài số 3. Câu A, toa tàu nào dưới đây ghi phép tính có kết quả lớn nhất? Người ta lấy 8 cộng 6 là 14, 7 cộng 6 bằng 13, 9 cộng 3 bằng 12, 6 cộng 9 bằng 15. Nhưng này tao tàu lớn nhất là toa đây. Từ qua câu B, những toa tàu nào dưới đây có phép tính có kết quả bé hơn 15? 6 cộng 5 bằng 11, 7 cộng 8 bằng 15, 9 cộng 4 bằng 13, 8 cộng 8 bằng 16. Bé hơn 15 là 9. 6 cộng 5 và 9 cộng 4. Trong bài số 4, một bạn đã sắp xếp các khối lập phương nhỏ thành ba hình A, B, C như hình này. Hình nào có số khối lập phương nhỏ nhiều nhất? Hình A là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 khối lập phương. Hình B có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hình C là có 4. Như vậy hình A có số khối lập phương nhiều nhất. Hình A và B có tất cả bao nhiêu khối lập phương? Hình A và B có tất cả là 8 cộng 6 cộng 14. 14 khối lập phương nhiều nhất. Tập qua luyện tập bài 1, 4 cộng 8 bằng 12, 7 cộng 6 bằng 13, 6 cộng 9 bằng 15, 8 cộng 4 bằng 12, 6 cộng 5 cộng 6 bằng 11, 7 cộng 5 bằng 12. Câu 2, có 6 bạn đang chơi bóng rổ, sau đó thêm 3 bạn chạy đến cùng chơi.
Hỏi lúc đó có tất cả bao nhiêu bạn chơi trong lớp? Như vậy có 6 bạn, sau đó thêm 3 bạn. Như vậy có tất cả số bạn chơi bóng rổ là sáu cộng ba bằng chín, chín bạn. Đáp số chín bạn. Bài số 3. Dưới nước có 15 con cá sấu, sau đó 3 con lên bờ. Hỏi còn lại bao nhiêu con cá sấu ở dưới hồ nước? Dưới hồ nước có 15 con cá sấu, sau đó lên bờ 3 con. Còn lại bao nhiêu con? Số con cá sấu còn lại dưới hồ nước là. Như vậy ta làm phép trừ nha con. 15 trừ 3. 12 con. Đáp số 12 con. Các con trên lớp 2 thân mến, bài học số 10 luyện tập trung trong sách giáo khoa toán lớp 2 kết nối tri thức. Đến đây là hết rồi nha các con. Xin chào tạm biệt các con. Hẹn clip sau nha. Bye bye.